chưa đi vô mẹ ơi. Mình lại về Việt Nam nữa này. Đi như đi chợ. Sáng sớm mình nghĩ là chắc là chuyến bay đầu ngày đầu tiên luôn á. Kỳ này đi Việt Nam có 2 tuần à. Chuyến bay của mình á là lúc 5 giờ 20, mình ra sân bay lúc 3 rưỡi sáng. Nên sân bay vắng hoe à. Có lẽ đây là chuyến bay đầu ngày luôn. Thường thường á mình đi là giờ này không à, mình đi đêm không á. Ít khi mình đi ban ngày lắm. Tại vì mình phải bay tới 2 stop lận. Mình bay một chuyến nội địa xong một chuyến quốc tế. Sau đó rồi mình mới về tới Việt Nam. Nên mình sẽ tốn thời gian khá là nhiều. Kỳ này mình bay American Airlines. Nhưng mà cái chuyến quốc tế mình sẽ bay với Japan Airlines. Mình săn được vé giá rẻ, mình mua cách đây 3-4 tháng trước rồi. Giá vé của mình nó là $1,150. Với mình khá là rẻ. Giá này bằng với giá của 10 năm trước mình bay. Mà so với hiện tại bây giờ, lạm phát này kia mà mình mua được giá vé như thế này là khá là tốt rồi. Từ Des Moines mà mình bay tới Dallas thì tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và mình sẽ ở đó khoảng 4 tiếng. Sau đó thì mình sẽ bay tới Nhật. Kỳ này mình ở Nhật tới 9 tiếng lận. Thế nên là mình đang có suy nghĩ là mình sẽ vô trong Tokyo để mình chơi. Đó, mình sẽ đi vòng vòng trong đó xem thử Tokyo như thế nào. Tại vì đó giờ mình chỉ có quá cảnh ở Nhật thôi, chứ mình chưa có vô Tokyo chơi bao giờ hết. Mà tính ra là cũng 10 năm rồi á. Đây là lần kế tiếp mà mình quá cảnh ở Nhật sau 10 năm. Hồi đó như năm 2012 gì đó. Dạ, bây giờ mình sẽ lên máy bay. Mình sẽ bay tới Đà Lạt. Ở đó 4 tiếng. Thành phố Đà Lạt, Texas. Dạ, bây giờ lên máy bay thì ổn định chỗ ngồi thôi. Thắt dây an toàn vô, ngồi. Bay sáng sớm mà, 5 giờ 20. 5 giờ 20, 5 giờ 30 gì đó. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Tranh thủ ngủ thôi. Quang cảnh từ trên máy bay ngó xuống á khá là thú vị. Trời nó chưa sáng. Ở dưới thì bắt đầu buổi sáng rồi đó, là người ta sẽ bắt đầu đi làm rồi. Có mấy người bắt đầu đi làm từ sáng sớm rồi đó. Còn mình thì bay. Mình bay đi Việt Nam. Người ta đi làm, mình thì đi chơi. Đà Lạt ở Texas đó là một thành phố khá là lớn. Ở đây cộng đồng Việt Nam cũng rất là đông. Mình cũng quen rất là nhiều bạn ở đây luôn. Rất là nhiều nha. Đà Lạt, Texas, Dallas á. Thường thường á, mình thấy người Việt ở đây họ sống ở những thành phố lân cận kiểu như là Fort Worth, Plano, Arlington, đại loại như vậy. Mình chỉ biết sơ sơ như vậy thôi. Kiểu như chỉ cần search, chỉ cần tìm kiếm một cái khu Việt Nam thôi là người Việt xung quanh đó rất là đông. Hiện tại thì mình đã xuống sân bay Đà Lạt rồi, tiểu bang Texas. Sân bay này là sân bay quốc tế ha, rất là lớn, rất là nhiều chuyến bay quốc tế từ đây mà đi. Thì nếu mà mua nhà ở đây á thì sẽ gần. Nếu mà ai mà đi Việt Nam nhiều á, mua nhà ở đây cái một đi ra sân bay á, bay quốc tế nó gần quá thì giá vé máy bay nó sẽ rẻ. Đâu đó dưới 1.000 đô, mình đoán là như vậy thôi. Nếu mà săn được vé nha. Đấy, 7 rưỡi sáng, sân bay quốc tế. Đông lắm, người ta ăn sáng nè, rồi đón chuyến bay nè. Mình thì di chuyển tới cái cửa kế tiếp thôi. Mình sẽ bay tới Nhật nha. Mình quá cảnh ở Haneda, Tokyo. Chứ mình không có vô Narita. Mà các bạn nào mà bay Nhật phải lưu ý nha. Nhiều khi các bạn không biết á, book cái vé máy bay mà nó đổi sân bay Narita với Haneda thì phải lưu ý. Tại vì cái khoảng thời gian chạy từ sân bay này sang sân bay bên kia á, mình nghĩ nó sẽ tốn đâu đó khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Mà tổng thời gian mà di chuyển á, mình có thể nghĩ là tới 4 tiếng á, nên rất là khó khăn. Thế nên là khi mà book vé máy bay á, lưu ý quá cảnh là một sân bay thôi, đừng có đổi sân bay, nó rất là mệt mỏi. Buổi sáng sớm á, bây giờ là mặt trời lên nè, nắng lên khá là đẹp. Thế nên mình lấy điện thoại ra mình chụp hình vài phát. Mình lên trên này á, để mà mình bắt một cái tàu điện, mình đi xem một cái terminal khác, chứ mình không có ở đây. Quãng đường di chuyển từ terminal này sang terminal khác á, thì nó sẽ mất khoảng 15 cho tới 20 phút. Nhưng mà được cái là mình sẽ đi trong cái sân bay, mình không có phải qua cái cửa kiểm soát của TSA lại, nên cũng đỡ. Mình đang trên tàu điện để mà di chuyển sang terminal khác ha.
buổi sáng á, mặt trời lên á, các bạn cầm điện thoại lên quay chụp, cái gì cũng đẹp hết, đẹp lắm, quang cảnh xung quanh rất là đẹp, rất là có hứng để chụp hình luôn á. Và rồi thì mình cũng tranh thủ chụp hình vài tấm hình quang cảnh xung quanh. Buổi sáng á, trời trong xanh á, trời ơi, đẹp quá trời là đẹp luôn, quá là đẹp. Rồi, tàu điện tới nơi rồi, mình sẽ đi ra khỏi tàu điện, mình terminal D thì mình sẽ đi tới cửa D36 của mình, rồi mình sẽ chờ ở đó khoảng 3 tiếng. Dạ, đi xuống thang máy một cái một là mình tới đây luôn. Cửa D36 của mình ở đây. Quá là nhanh gọn luôn, không phải đi xa. Cũng tiện ha. Đây rồi, ngay đây luôn. Thật là quá ngon, ngay đây luôn. D36 ngay đây luôn. Có xăng ngon. Cũng ok. Từ đây mình sẽ bay tới Nhật. Haneda. Rồi, chờ đây thôi, 3 tiếng nữa. Bên trong cái terminal này nó giống như là một cái shopping mall, một cái khu phố mình đi bộ. Xung quanh là các hàng quán này nọ, mình có thể mua sắm. Cái chỗ McDonald's này quen không? Lần trước mình nhập cảnh vô chỗ này, mình cũng mua đồ ăn chỗ này, mình ngồi chỗ này, y chang luôn, quá quen thuộc. Bây giờ thì mình sẽ mua đồ ăn sáng ở McDonald's. Đây là cái máy nó order tự động thôi, mình ăn gì mình chọt vô đó, mua đồ ăn, đồ uống, cà phê, sau rồi mình tính tiền, sau đó mình sẽ chờ thôi, gọi số lấy đồ ăn ra, kiếm chỗ nào đó ngồi ăn. Ở đây ăn sáng chút xíu này. Tình hình là mình vừa mới đi xả nước trong người ra. Bây giờ cũng tới giờ rồi, mình xếp hàng lên máy bay chứ. Lên trên nó chen chúc nhà vệ sinh mệt mỏi lắm. Thế nên là mình phải đi trước khi mình lên máy bay. Bây giờ thì xếp hàng lên máy bay, bay tới Nhật Bản. Tokyo. Lên máy bay qua Nhật thôi. Trên máy bay thì mình có các loại hình dịch vụ giải trí, internet này nọ. Mình có thể xem phim, giết thời gian. Nhưng mà mình nghĩ là thôi ngủ cho nó khỏe, ngủ được thì ngủ, vậy thôi. Còn internet á, mình thấy á, ở đây họ tính là $25 cho một chuyến máy bay, khá là mắc. Nếu mà bạn nào thích có internet trên máy bay á, thì các bạn nên bay với Qatar. Qatar chỉ có $10 cho một chuyến thôi, tương đối là nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Mình có một phần cơm với lại thịt heo cà ri. Đây là dầu giấm nè, còn đây là salad nè. Dầu giấm thì mình có thể ăn với rau, còn cái kia giống như pasta mà nó ăn lạnh lạnh á, ăn rất là kỳ kỳ. Nhưng mà ai ăn được thì sẽ ăn được thôi. Đồ ăn thì cũng bình thường, mình thấy kệ mình cũng kiểu dễ ăn á, nên mình ăn gì cũng được. Nói chung là ăn cũng được, không đến nỗi nào. Sau một chuyến bay dài tầm 13 tiếng đồng hồ, mình đã tới Nhật. Mình tới Nhật khoảng 1-2 giờ chiều gì đó. Mình còn đang có dự định là mình sẽ đi vào Tokyo để chơi nè, để xem xíu nữa tình hình như thế nào á, rồi mình sẽ tính xem. Nếu mà thời gian ok á, đủ thì mình sẽ vào Tokyo mình chơi. Mình đi vòng vòng trong đó xem như thế nào. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại sân bay. Tại vì mình quá cảnh ở đây tới 9 tiếng đồng hồ lận. Thời gian khá là dài. Hồi xưa năm 2012 thì mình quá cảnh ở Narita là nhiều. Còn bây giờ thì mình mới biết tới cái sân bay Haneda này. Nghe đâu sân bay này là sân bay xếp thứ 3 thế giới về độ lớn. Mình nghĩ là vậy, mình thấy nó xếp hạng 3 đó. Phía trước đó, ai mà transfer chuyến bay quốc tế để mà về Việt Nam thì người ta sẽ đi vô Terminal 3. Ngay chỗ này nè, mình cứ đi theo cái hướng của cái màu xanh, cái bảng hiệu màu xanh á,
đó, International Connecting Flight, thì mình cứ đi theo đó thôi. Mình nhớ là Terminal 3 thì mình cứ đi theo thôi, còn nếu không là mình cứ đi thẳng tới, rồi nó sẽ có một cái khu để mà nhập cảnh, thì mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh vào Tokyo chơi. Nếu mà ai mà quá cảnh lâu á, trên khoảng 9-10 tiếng á, thì có thể vô Tokyo chơi cho biết. Mình sẽ làm một cái video riêng là quá trình nhập cảnh, đi vòng vòng trong Tokyo chơi. Ai có hứng thú thì xem đó. Biết đâu được một ngày nào đó chuyến bay của bạn quá cảnh 10 tiếng ở Nhật Bản, bạn có thể vào bên trong Tokyo để mà chơi tham quan Nhật Bản cho biết. Khúc này là mình vừa mới quay trở lại sân bay sau khi mình đi vòng vòng trong Tokyo rồi, Shibuya. Bây giờ là mình sẽ vô chỗ này để mà mình xuất cảnh nè. Cứ đi vô trong đây thôi, departure. Cái cửa máy bay của mình ở đây rồi, mình sẽ chờ ở đây cho tới khi mình lên chuyến bay, bay về tới Việt Nam, về tới Sài Gòn, Tân Sơn Nhất. Bây giờ là khoảng hơn 9 giờ tối, mình cũng thấy đói bụng rồi, thế nên là mình đi kiếm cái gì ăn cái đã. Đi vòng vòng xem sao, có gì ăn thì mình mua ăn thôi. Hồi nãy đi bộ cũng nhiều, khá là mệt, khát nước này, bây giờ đói nữa này. Còn 3 tiếng nữa, chuyến bay của mình lúc khoảng 11 giờ mình sẽ bay, thế nên là còn 3 tiếng nữa mình đi kiếm đồ ăn cách. Ở đây có quán mì ramen này, mình vô mình gọi thử một tô xem sao, ăn cho có gì đó hay ho cay. Mình thì mình thích ăn đồ nước hơn là đồ khô, nên mình cũng không hảo sushi lắm. Cơ bản là mình thích ăn những cái món kiểu bún miến cháo phở đấy. Có nước, có nước. Can I get this, the regular? Yeah. Yeah. Okay, thank you. Sau khi mà order xong rồi á, thì mình đi kiếm chỗ ngồi thôi. Xung quanh này đông ơi là đông. Cái khu này khu ẩm thực nè, food court nè. Kiếm chỗ cũng hơi bị khó khăn đó nha. Khá là đông, mặc dù ở đây là 9 rưỡi tối rồi. Tô mì có giá khoảng 6 đồng. 6 đồng cả khác thuế này nọ ha. Đó, đưa cho mình cái này. Xíu nữa nó rung lên rồi ra lấy thôi. Đồng. Ừ, chà. Ồ, đây là tô mì của mình đây. Mì ramen. Có miếng thịt, hành ngò. Không biết ngon không ta? Ăn được nha. Đậm vị đó, ok đó. Măng nè. Này miếng rong biển thôi. Hành ngò. Được đấy. Có mỗi miếng thịt à? Ít quá. Không xin nhè. Thôi mình ăn đây. Được á, ngon á. Ngon quá. Kiểu giống như mì trứng. Mì trứng. Ngon. Cái thố tempura nó hết rồi, giờ lại có cái tô này nữa. Ngon. Ngon á. Ngon rồi. Được 6 đô. Quá chất lượng. Rồi ấm ấm cái bụng rồi đó. Quay về đây ngồi chờ thôi. Tới lúc lên máy bay thì mình bay về tới Việt Nam. Mình về tới Việt Nam là khoảng 5 rưỡi sáng. Yeah, bây giờ thì mình sẽ lên máy bay đi về Việt Nam thôi. Sắp sửa về Việt Nam rồi. Vui quá trời là vui luôn. Về tới Việt Nam là 5 giờ 5 rưỡi sáng. Trời nó còn chưa sáng nữa mà các bạn. Thời tiết cuối tháng 10 này ở Việt Nam thì mình thấy là khá là ok. Không quá là nóng. Vẫn ok, nó mát mát thôi. Mà đây lại là buổi sáng nữa nên nó còn hơi se se nữa, nên mình thấy ok lắm. Thế nên là trong tương lai á, mình sẽ về Việt Nam khoảng tháng 9, tháng 10, 11 gì đó. Cho nó thời tiết chứ mình về mùa hè mình chịu không nổi. Nhất là đặc biệt là cái tháng 5, trời nó nóng, kinh khủng nóng. Đấy, bây giờ thì mình sẽ theo đoàn người. Mình đi vô, mình nhập cảnh Việt Nam.
Rồi, tới nơi rồi. Tới chỗ cục nhập cảnh rồi. Cảnh sát cửa khẩu rồi. Mình vô đây mình đóng cái mộc nhập cảnh cái là mình vào Việt Nam. Rồi, đã. Xong xuống dưới lấy hành lý thôi. Đó, sân bay Tân Sơn Nhất buổi sáng, 5 rưỡi sáng. Vắng hoe luôn. Giống như là mình có cảm tưởng là chuyến bay của mình là chuyến bay đầu tiên trong ngày á. Vắng lắm. Bây giờ mình qua đây mình lấy hành lý cái nè. Sau đó mình qua máy soi chiếu rồi mình đi ra ngoài nữa thôi. Là xong rồi đó. Vui quá. Ái chà, buổi sáng sớm không có ai đi đưa đón thân nhân hết ta. Có vẻ hơi vắng à. Ít người quá. Chứ bình thường mình thấy chỗ này mà buổi tối á, đông lắm. Cỡ cỡ tầm 11 giờ tối á, chỗ này đông như kiến luôn á. Xong ha, bây giờ mình đi ra ngoài. Phía ngoài đây là có dịch vụ đổi tiền, taxi, sim điện thoại, các kiểu. Khá là nhiều, nhưng mà các bạn nên ra ngoài gọi taxi thì nó sẽ rẻ hơn á. Trong khoảng cái thời gian này nè, tại sân bay thì họ cũng thay đổi nhiều cái chính sách đó, là Grab không được chạy vào đây để mà bắt người mà phải có cái khu vực riêng để mà bắt xe, nên khá là khó. Nên hồi đó mình có sử dụng thử dịch vụ taxi trong sân bay, giá khá là cao nhưng mà mình trải nghiệm một lần thôi. Bây giờ mình biết rồi, mình sẽ bắt Grab. Từ Grab mà về Gò Vấp có 100.000 là mình cho thêm ít tiền nữa. Vui vẻ. rồi, ok, anh cảm ơn. Nóng quá. Ủa chị, giờ đi chị đi đâu? Mới tới luôn hả? Con kim đâu? Em đáp xuống lúc 5 giờ cơ. Sớm quá chưa đi làm. Cái đó nhẹ. Chắc để tạm đây đi. Cái xe điện nó mới mua hay sao chị? Giờ đi bằng nào. Có nước gì uống không ta? Không dở. Bia. Nước ngọt luôn. Không, chắc không cần nước ngọt đâu. Nước lọc. Bye bye. Đi học đây. Mình kết thúc video chuyến bay của mình ha. Hẹn gặp các bạn trong một video ngày mai. Bye bye.